cho quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bí quyết sống khỏe và tôi là Xuân Quỳnh. Rất vui lại được gặp gỡ với quý vị để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu, trò chuyện những cái câu chuyện liên quan đến sức khỏe cũng như là cập nhật những cái thông tin về y học làm sao có thể chăm sóc được cho bản thân cũng như là cho những người thân ở trong gia đình, đúng không ạ? Quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì chương trình sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề, đó là thiếu máu não mãn tính, kẻ giết người thầm lặng. Ngay bây giờ, nếu quý vị quan tâm đến chủ đề này, hãy gọi điện đến số điện thoại quen thuộc của chúng tôi là 1800 6833 để có thể được tư vấn. Và chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Hoạt Huyết CM3 của công ty cổ phần Dược Phúc Vinh đã đồng hành và hỗ trợ cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của các nhà nghiên cứu thì có tới 2/3 số người lớn tuổi mắc các bệnh lý về mạch máu và chiếm 25% tổng số các ca tai biến mạch máu não thì đều liên quan đến chứng thiếu máu não gây ra. Và vấn đề thiếu máu não thì có rất là nhiều những cái biện pháp lâm sàng phức tạp nên là người bệnh thường là nhầm lẫn với những cái chứng bệnh khác. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào vị khán giả, xin chào Xuân Quỳnh, xin chào khách mời. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu sự hiện diện của vị khách mời, cô Nguyễn Thị Hạnh. Xin chào cô đã đến với chương trình. Xin chào MC Xuân Quỳnh, xin chào bác sĩ và xin chào khán giả truyền hình. Và như thường lệ, trước khi chúng ta tìm hiểu về chủ đề ngày hôm nay thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự khoa học của chúng tôi. Thiếu máu não là tình trạng não không nhận đủ máu giàu oxy đến nuôi dưỡng và giúp não bộ thực hiện các chức năng của mình. Thiếu máu não mãn tính, thiểu năng tuần hoàn não mãn tính là tình trạng giảm lưu lượng máu tới não kéo dài, dẫn tới giảm cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng nuôi não, làm cho các tế bào thần kinh thiếu năng lượng để hoạt động, ảnh hưởng đến cấu trúc tồn tại và phát triển của hệ thần kinh trung ương. Nhu cầu sử dụng oxy của tế bào não là cao nhất trong các cơ quan của cơ thể. Bình thường não chỉ sử dụng 35% lượng oxy mang đến. Lưu lượng tới máu não bình thường là 50ml trên 100g não trên phút. Tuy nhiên, khi lưu lượng tuần hoàn máu lên não giảm dưới 40ml trên 100g trên não phút, thì tổ chức não bắt đầu có tác dụng biểu hiện ức chế do thiếu oxy, tổn thương không hồi phục hoặc hoại tử tổ chức não sau 2-3 phút khi lưu lượng máu tuần hoàn thấp hơn 10ml. Thiếu máu não mãn tính là các bệnh gặp nhiều ở người cao tuổi vì ở lứa tuổi này, các bộ phận cơ thể bị lão hóa, thành mạch suy yếu, xuất hiện các căn bệnh mãn tính như tăng huyết áp, thoái hóa đốt sống cổ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự của chương trình và ngày hôm nay như Xuân Quỳnh cũng đã có giới thiệu là cô Hạnh là nhân vật đến với chương trình thì chắc chắn là ngày hôm nay cô có rất là nhiều điều muốn chia sẻ và cũng muốn nhờ bác sĩ Toàn ở đây tư vấn, đúng không ạ? Trước hết thì để bác sĩ có thể nắm rõ được hơn tình trạng của mình thì cô có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Tình trạng bệnh lý của mình là mình rất là đau đầu, thỉnh thoảng thì là bị coi như là chóng mặt, mỏi mắt, chân tay thì là run, nhớ nhớ quên quên. Thế nhiều khi con cái trong gia đình thì nó quan tâm đến sức khỏe của mẹ, thì các cháu cũng có mua cho mẹ uống những cái thuốc bổ này. Thế nhưng mà tôi vẫn không thấy thuyên giảm gì bệnh tật cả, mà nó còn tăng theo thời gian bác sĩ ạ. Dần dần thì cứ thấy sức khỏe nó mệt mỏi, nó ốm yếu, người thì xanh xao. Thế đi khám bác sĩ thì mới phát hiện ra là bệnh, bác sĩ bảo mình bị bệnh thiếu máu não, mãn tính. Nếu mà không điều trị kịp thời thì cái lượng oxy lên não ấy, nó sẽ không đảm bảo cho mình, sẽ gây ra hôn mê. Và nếu như mà để nó quá đi nữa thì sẽ bị đột quỵ hoặc tử vong. Thì tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ theo cái kê đơn chỉ định và luyện tập và ăn uống theo cái chế độ dinh dưỡng bác sĩ cho. Thế thì hôm nay thì tôi đến chương trình thì tôi muốn nhờ bác sĩ xem là với cái bệnh lý của mình thì mình nên dùng những cái sản phẩm gì. Với cái triệu chứng này thì nhiều người cũng dễ bị nhầm lẫn lắm. Bởi vì thông thường thì ở tuổi của cô đôi khi thì trái gió trở trời thì mình cũng hay bị đau đầu, hay bị mất ngủ giống như cô á. Tuy nhiên thì thưa bác sĩ, là làm thế nào để chúng ta có thể hiểu rõ là thiếu máu não mãn tính là như thế nào và thường là những cái biểu hiện cụ thể ra sao ạ? Về mặt khái niệm mà nói thì chúng ta nói thiếu máu não mãn tính cũng được. Nhưng mà nói chính xác ra ấy là nó gọi là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn, thiểu năng tuần hoàn não mãn tính. Thì nó khác với cả cấp tính. Cấp tính ví dụ như chúng ta bị đột quỵ, chúng ta bị nhồi máu, xuất huyết não vân vân thì đấy là thiếu máu não cấp tính. Là lúc đó là tế bào não bị tổn thương. Thế thì chúng ta biết là tế bào não của chúng ta, não của chúng ta thì rất nhỏ so với trọng lượng cơ thể, nhưng nó cần một cái lượng oxy, cần một lượng dinh dưỡng rất là lớn, đặc biệt là oxy. Thế thì bất cứ một nguyên nhân nào mà nó khiến cho cái dòng máu nó đưa lên não nó bị suy giảm
có thể do thoái hóa sống cổ, có thể do vỡ xơ động mạch, có thể do huyết áp thấp, vân vân, thì nó đều làm cho tế bào não của chúng ta bị thiếu oxy. Mà não của chúng ta biết là nó phụ trách về rất nhiều các chức năng khác nhau. Cho nên là khi thiếu máu não mãn tính thì nó có thể rất rất nhiều các triệu chứng, dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, run tay chân, hộp đánh trống ngực, có thể bị giảm thị lực, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, vân vân. Tức là tóm lại rất rất nhiều các triệu chứng khác nhau. Nhưng mà để xác định xem là có đúng là cái triệu chứng đó nó do cái thiểu năng tuần não mãn tính hay không thì buộc lắm phải đi khám. Đối với những cái trường hợp như thế nào hay là đối tượng ra làm sao thì sẽ dễ bị thiếu máu não mãn tính đó? Điều đầu tiên là phải nói là người có tuổi. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì khi mà có tuổi thì bắt đầu cái mạch máu của chúng ta, cái sự đàn hồi của nó, cái tình trạng vữa sơ động mạch nó sẽ tăng dần lên, cái tình trạng thoái hóa mạch máu tăng lên, thì rõ ràng cái sự co bóp của nó không thể như là người trẻ được. Cái thứ hai là đối tượng phải làm việc trí óc nhiều. Cái nữa là những người có những bệnh lý mãn tính, tôi nói ví dụ như là bệnh lý bị vữa sơ động mạch, đặc biệt vữa sơ động mạch cảnh, vữa sơ động mạch não, rồi là những người bị bệnh tim mạch, cao huyết áp cũng thế, mà huyết áp thấp cũng thế, thế rồi là những người mà bị bệnh lý thoái hóa cột sống cổ. Tại sao như vậy? Bởi vì là thoái hóa sống cổ thì nó gây ra tình trạng chèn ép hai động mạch đốt sống, hai mạch đốt sống nó đưa máu lên não. Thế cho nên là những người mà phải ngồi tĩnh tại, những người phải cúi đầu suốt thế này mà chúng ta sẽ có tình trạng thoái hóa sống cổ rất sớm và nó sẽ gây tình trạng thiếu máu não mãn tính. Thế rồi là những người bị đái đường, những người béo phì, những người thừa cân, đấy là những người mà mạch máu của chúng ta rất dễ bị lắng đọng các cái cholesterol, lắng đọng triglycerides mà nó gây ra những cái mảng vữa xơ mà nó làm cho lòng mạch của chúng ta bị hẹp lại. Hẹp lại như vậy thì rõ ràng máu lên não nó sẽ bị suy giảm đi. Thế đấy là những cái người, những yếu tố, những cái điều kiện mà có thể là gây ra tình trạng thiểu năng tuần hoàn não mãn tính. Vâng, vậy thì nếu mà chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì nếu sau này nó sẽ gây ra những cái vấn đề và hậu quả như thế nào ạ? Chúng ta thấy ví dụ như chị Hạnh ở đây rõ ràng là đang mình đau đầu, chóng mặt các thứ, thì thứ nhất là ảnh hưởng đến cái công việc của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chất lượng cuộc sống, cái sinh hoạt của chúng ta. Cái nữa là nó có thể, nó là yếu tố nguy cơ để nó gây ra rất nhiều các chứng bệnh khác. Tôi nói ví dụ như nếu mà chúng ta bị đau đầu triền miên, chúng ta mất ngủ thường xuyên, vân vân, thì chúng ta có rất dễ có thể bị đột quỵ, có thể bị nhồi máu cơ tim, có thể bị cao huyết áp, có thể bị trầm cảm, có thể bị rối loạn về tâm thần. Cho nên là khi mà mình đã bị cái thiểu năng tuần hoàn mãn tính thì chúng ta phải tìm cách, chúng ta dự phòng, chúng ta điều trị tích cực để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Như vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu về khái niệm này, rồi nguyên nhân và những cái hậu quả của nó. Tuy nhiên trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo thì bây giờ xin mời bác sĩ, xin mời cô Hạnh cũng như là quý vị khán giả hãy theo dõi một tình huống của chương trình. Hoàn Huyết CM3 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thuốc hoạt huyết CM3 là dự án nghiên cứu cấp nhà nước được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Phúc Vinh, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị rối loạn tuần hoàn não với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, giấc ngủ chập chờn, rối loạn trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy. Thuốc hoạt huyết CM3, dự án nghiên cứu cấp nhà nước, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 1, 2, 3, ê, cho nó khỏe, nhảy lên. 5, 6, vô tập rồi. Xương nó kêu rắc 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 rả dễ sợ luôn, mình như là gì vậy á, gì vậy? Ê, đứng tại chỗ, dịch vô đây, Bà ơi, bà mở nhạc cái gì mà lớn xung dữ vậy? Rồi, nhạc lớn quá mệt hả? Mệt sao không mệt? Trời ơi, tôi già rồi chứ bộ tôi còn trẻ như bà sao? Em khuyên anh là nên tập thể dục ha, mình khỏe này thì mình mới khỏe khác được, thấy không? Chứ hả, thời gian gần đây là em thấy anh xuống sắc hơi nhiều. Xuống sắc nè, mà anh mọi thứ cái gì anh hoạt động anh cũng chậm chậm chạp hơn ta hết á. Cái lúc ban đêm á ngủ cũng không ngon giấc nữa. Rồi nó thường xuyên nó bị say sẩm mặt mày, giống như là bị thiếu máu hay là cái gì đó. Rồi anh bị một cái chắc luôn, thiếu máu não. Ủa, như là thiếu máu não hả? Chính xác, thiếu máu não nó mới vậy. Là sao cái sao mà nó dẫn lên thiếu máu não của ta? Bây giờ em có biết một cái loại thuốc ha. Ông chồng của bạn em uống rất là hay. Như vậy là bà cũng có một người bạn mà ta cũng từng bị cái triệu chứng giống tôi vậy đó. Từng bị triệu chứng giống anh luôn. Rồi cũng có dùng một cái sản phẩm chiết xuất từ thảo dược. Nghe nó rất hiệu quả. Ủa vậy hả?
Rồi em xin lại cái những cái tên của cái dòng đó luôn rồi. Rồi. Trời sao bà hay quá vậy? Nói thì không có nhớ, thành ra phải ghi lại liền ha. Phải công nhận bà quá thông minh, bà quá hay, bây giờ nó coi như đúng lúc rồi, đúng dịp rồi. À, sản phẩm này đó là chiết xuất từ thảo dược gồm có đương quy, sinh địa, ngưu tất, ít mẫu, xuyên khung. Bà phải nấu cho tôi uống nha. Chứ bà không nấu là tôi không thể nào biết nấu nha. Yên tâm, cái này người ta chiết xuất thành viên luôn rồi. Ủa vậy à? Rất là dễ uống cho mình, rất là tiện dụng luôn. Nhưng mà mình có cần thiết là phải đi tới khám bác sĩ để người mình hỏi, mình tư vấn cho người ta coi là cái độ tuổi của mình như vậy có dùng được hay không? Hay là mình muốn dùng vô tội giả, ai dùng cũng được. Thôi, cái tốt nhất là em đưa anh đi bác sĩ. Rồi. Thưa bác sĩ, là ở trong tình huống vừa rồi thì có một nhân vật ở trong tình huống đó đã nhắc đến một số những cái loại thảo dược thiên nhiên. Ví dụ ở đây là đương quy, này, sinh địa, ngưu tất, ít mẫu, xuyên khung. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn về những cái công dụng của các loại thảo dược này ạ? Đương quy thì chúng ta biết rồi. Nó là một vị thuốc đầu bảng về gọi là bổ huyết, dưỡng huyết của y học cổ truyền. Mà bổ huyết thì nó rất có lợi cho vấn đề chúng ta trong tình trạng mà thiểu năng tuần hoàn não. Bởi vì khi anh dùng đương quy ấy, thì anh nó làm cho cái chất lượng của hồng cầu sinh ra, cái lượng oxy đưa lên não nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà đương quy nó tác dụng bổ huyết rồi, nó còn tác dụng hành huyết. Hành huyết nghĩa là thế nào? Hành huyết hay hoạt huyết nó là thế nào? Nghĩa là nó làm thông mạch, nó làm giãn mạch máu ra, nó làm tăng lưu thông, nó phòng chống tất cả tình trạng làm hẹp động mạch, ví dụ do vỡ xơ động mạch, ví dụ do các yếu tố này khác vân vân. Cho nên là đương quy nó vừa bổ huyết và nó vừa hành huyết. Cái vị thứ hai mà chúng ta hay nói đến là xuyên khung. Xuyên khung cũng là một vị thuốc hoạt huyết, vừa hoạt huyết vừa thông mạch, vừa giảm đau, vừa tăng cái sức miễn dịch của cơ thể. Còn ích mẫu chúng ta biết nó là một vị thuốc mà trước đây người ta hay nói rằng là thường dùng cho phụ nữ khi bị rối loạn kinh nguyệt. Mà tại sao nó điều kinh được? Điều kinh được bởi vì làm sao? Nó làm thông huyết mạch. Cho nên là anh bị rong kinh, anh bị bế kinh, anh bị thống kinh, anh bị mất kinh, vân vân, thì người ta đều phải nói đến vấn đề dùng ích mẫu. Thế rồi nữa là ngưu tất. Ngưu tất thực chất ra mà nói nó là vị thuốc gọi là khu phong trừ thấp. Nó chuyên dùng cho các bệnh lý về xương khớp, đặc biệt là khớp gối. Ngưu tức là cái gì? Là con trâu. Tất là cái gối. Cái gối con trâu, chứ dùng ngưu tất là bổ phong thấp. Nhưng mà ngưu tất nó còn có một tác dụng nữa, mang tính chất là hoạt huyết. Sinh địa thực chất là vị thuốc là thanh nhiệt dưỡng âm, bổ huyết. Thế thì khi mà sử dụng các vị thuốc này, nếu mà riêng lẻ thì nó khác, nhưng mà kết hợp lại với nhau thì nó làm cho tác dụng gì? Vừa bổ huyết và vừa hoạt huyết. Thế cho nên đây là một cái công thức mà chúng ta đã biết trong rất nhiều sản phẩm người ta đã sử dụng đến. Theo đông y nó là như vậy. Thế còn nếu theo tây y thì các cái vị thuốc này khi kết hợp với nhau thì nó có thể có tác dụng là gì? Thứ nhất là nó chống đông. Cái thứ hai là nó ức chế ngưng tập tiểu cầu. Cái thứ ba, nó làm tăng tính dung giải fibrogen. Mà fibrogen là một yếu tố mà nó chống đông. Cho nên nó đưa đến tác dụng thứ tư của nó là gì? Là vấn đề phá các cục máu đông. Và cuối cùng là nó tác dụng gì? Cải thiện tình trạng vi tuần hoàn. Những vị thuốc này mà đặc biệt là tập hợp với nhau trong một công thức như sản phẩm chúng ta vừa nói đến thì nó sẽ giúp cho cái lượng máu lên não của chúng ta nó được tăng cường, và từ đó nó dự phòng cũng như là hỗ trợ điều trị cái tình trạng thiểu năng tuần hoàn não mãn tính. Các thông tin mà trên thị trường thì tôi được biết là cái sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thì rất là tốt. Thì theo bác sĩ là cái bệnh lý của tôi thì có thể dùng được cái sản phẩm đấy không ạ? Cái này thì thực ra là hoàn toàn có thể dùng được. Nhưng mà đây nó là một sản phẩm mang tính chất là hoạt huyết. Thế cho nên là cần phải đi khám và cần phải có chỉ định về liều lượng, về thời gian cụ thể. Chứ chúng ta không thể tự ý chúng ta mua, chúng ta dùng. Tuy nhiên với những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này thì liệu là có điều gì bác sĩ cần nhắc nhở đến quý vị khán giả không ạ? Chúng ta hoạt huyết nghĩa là chống đông. Thế thì bây giờ những người nào có nguy cơ hoặc các bệnh lý rối loạn đông máu, dễ bị xuất huyết, dễ bị bầm tím, dễ bị chảy máu chân răng là chúng ta phải cẩn thận. Khi mà dùng là chúng ta phải xét nghiệm xem là cái yếu tố đông máu như thế nào. Cái thứ hai là những người phụ nữ có thai tuyệt đối không được dùng. Cái nữa cũng phải lưu ý là một số trường hợp những người huyết áp quá thấp, hoạt huyết làm giãn mạch, thế thì chúng ta cũng phải thận trọng. Cho nên là khi sử dụng là chúng ta phải
rất thận trọng, phải có ý kiến của chuyên gia. Có thể nói rằng là bệnh nào cũng thế thôi, nhưng mà riêng với thiểu năng tuần não mãn tính ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải để ý rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là yếu tố tinh thần, đừng quá lo lắng bệnh tật, đừng quá căng thẳng, đừng để có stress. Stress nó sẽ làm co thắt mạch máu và nó sẽ gây tình trạng thiếu máu não. Cái thứ hai, ăn uống chúng ta phải đủ chất, phải cân bằng. Cái nữa là phải tập luyện, ví dụ tập yoga, ví dụ tập vẩy tay, ví dụ tập ngồi thiền, thì những cái đó nó giúp cho cái ổn định cái trí não của não của mình rất là tốt. Nếu có bệnh mãn tính thì chúng ta phải điều trị cho nó triệt để, ví dụ bị cao huyết áp hay mỡ máu hay là đường máu hay huyết áp thấp vân vân. Và cuối cùng là chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm mà chúng ta vừa nói, nó gồm tất cả 5 vị thuốc như chúng ta vừa nói đấy, thì sản phẩm đó cũng có thể là một giải pháp để là dùng thuốc dự phòng. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là chúng ta khi sử dụng, chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình. Khi thấy cái triệu chứng nó đỡ đi, sức khỏe nó được cải thiện lên thì chúng ta tiếp tục dùng. Còn nếu không thì chúng ta phải ngừng lại ngay và phải tìm sự tư vấn của chuyên gia. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những thông tin ngày hôm nay, và cũng xin được cảm ơn cô Hạnh vì đã dành thời gian đến với chương trình. Quý vị thân mến, với bất kỳ quý vị nào cũng như vậy, nếu như khi quý vị gặp một vấn đề nào đó và chúng ta cảm thấy là có cần sự tư vấn của các bác sĩ của chương trình, thì mời quý vị hãy đăng ký để đến tham dự. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cho quý vị. Hãy gọi điện đến số điện thoại rất là quen thuộc của chúng tôi là 1-800-6833 để có thể được tư vấn và giải đáp. Một lần nữa, chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng hoạt huyết CM3 của công ty cổ phần Dược Phúc Vinh đã luôn đồng hành và hỗ trợ cùng chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Hoạt huyết CM3 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thuốc hoạt huyết CM3 là dự án nghiên cứu cấp nhà nước được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Phúc Vinh, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị rối loạn tuần hoàn não với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, giấc ngủ chập chờn, rối loạn trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy. Thuốc hoạt huyết CM3 dự án nghiên cứu cấp nhà nước, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thuốc hoạt huyết CM3 là dự án nghiên cứu cấp nhà nước được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Phúc Vinh, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị rối loạn tuần hoàn não với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, giấc ngủ chập chờn, rối loạn trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy. Thuốc hoạt huyết CM3 dự án nghiên cứu cấp nhà nước, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.